Xin chào anh em, hôm nay anh em chúng tôi sẽ thực hiện một cái video luộc trứng vịt lộn bằng túi bóng và bớt dầu. Đấy, bây giờ thử xem mà hôm nay sẽ cái món này sẽ thành công không. Đấy, bây giờ chúng tôi đã chuẩn bị một cái ống tre, lát nữa sẽ đổ cồn vào đây để nhóm cho cái bớt này cháy và sẽ ăn luộc trứng bằng cái túi bóng này. Ô, bây giờ mày chưa cho nước à? Bây giờ cho nước vào đây. Cái bật lửa ấy để đâu nhỉ? Đây, đây là cái bếp của chúng tôi chế đây. Sợ cháy không? Chạy biết ngay cơ thì bón. Đấy, bây giờ anh em tôi trước khi luộc thì phải cắt bớt mấy cái túi bóng này đi. Như cho phần thừa ra sợ là tí nữa mình đốt là nó cháy luôn. Cắt cái này phải cẩn thận phần túi bóng. Bật nhạc như rượu bàn kia không nhỉ? Tắt nhạc đi, này lúc có phải bản quyền đấy. Ham chỉ. Đấy. Cháy không? Nó cháy cả cồn đấy. Hả? Kệ nó. Quá thì thế. Kệ nó cháy cả cồn. Càng nhanh. Ôi mẹ, tay bén cồn thế này. Lâu đi không cháy được tay rồi. Cụt tay đấy. Chào chưa? Từ từ. Chưa. Chào chú ý. Chào hết nào. Chào từ. Anh chọn gắp đã. Chưa. Action. Ăn đấy. Từ thôi, từ. Cháy rồi. Thành công không các bác? Tao bây giờ thất bại rồi. Không thì mày phải treo cao lên cho cái lửa chỉ ở cái chỗ túi nước thôi. Đây là lần thất bại đầu tiên, ok. Đúng sao? Bây giờ là thứ khác. Nguyên nhân thất bại của lần này là như thế này này, mang mày vào là mình cho hơn. Mình cho yeah. Cho cái nước vào cái túi bóng này ít quá. Cháy trứng rồi. Cứu trứng đi. Đi. Nhẹ thôi. Cái kiwi vịt luộc ăn được chưa? Dập đi. Đốt bằng gì? Kẻ nó không sao đâu. Cồn. Ừ, sắp dập được rồi anh à. Kẻ nó không thấy được đâu. Được. Dập được mà. Được hết rồi. Ôi, trứng này tan hoảng. Còn túi bóng. Còn. Chung lấy cái túi này. Túi nào? Ở xe. Đấy, bây giờ có kinh nghiệm hơn rồi. Đấy được cái túi được. Cho đây chú ơi, cho đây. Lấy nước đi. Cho đầy vào. Trứng đi. Không sao, bây giờ mình sẽ chỉnh lại, chỉnh lại được. Cầm cái miệng túi lên ạ. Một lần công lấy nước tạo bao nhiêu công sức chứ tưởng ít ạ. Đầy rồi, đưa đi nữa đi. Được rồi. Rửa đi này, rửa với con. Không cần buộc đâu, để luôn như thế, để tẽ lên thế. Rửa trứng. Cháy mẹ trứng rồi. Sao? Cháy thì nó cháy bên trong mà sợ. Cái lộn như nhỉ. Cháy đẹp rồi. Bây giờ nào? Bây giờ lại treo như thế thôi. Cho cao lên một tí mới được. Lấy cây này ra. Đây này, lấy cái cây, vít cái sắt kia xuống. Rồi cho cao lên. Rồi, như thế này là được. Đấy. Gạt bớt kia ra. Cái kia ra. Ngon thế à? Tao xuống. Bây giờ đây nó nhân viên kênh em mình phải đeo nó say em ấy. Bây giờ trừ lương. Trừ lương. Ôi cháy cao quá. Cái này thấp quá. Cái này là được. Từ thông chính. Đéo cháy được đâu. Được bằng niềm tin à. Được. Kê lên lấy chung lấy mấy cây đây. À sôi đấy. Không cho nhẹ nhẹ có cái miếng gì mà mỏng rồi. Gạt ít lá lên. Ở chân mày ý.
Đặt này, ít lá lên. Cái kê đấy, miếng gỗ chân mày được không? Từ từ thôi. Đấy. Kê cho nó thẳng vào. Cắn đúng rồi được. Đấy, cắn đúng giữa được chưa? Con này là chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi, anh em ạ. Con này nhưng mà từng này còn không đủ rồi. Đây, thiếu gì? Sôi đấy, không sợ đâu. Cho cao thì nữa được không? Được rồi. Chỉ thế này là hợp lý. Không, như này là chuẩn rồi, như này là chuẩn chỉ rồi. Sao lại còn tọc tọc thế hả chúng? Giờ nó do cái túi bóng của mày nhưng lấy cái kiểu gì đấy? Đấy, được rồi, ok. Đây do túi rồi. Rồi, mày túi bóng đổ nó chật ra ngoài. Không sao. Trứng ngọt. Sao như này lâu sôi lắm. Rồi, đã thành công hơn một chút rồi. À, sao tại sao anh em mình không cho nước nóng sắp sôi vào phải không? Một lúc là được luôn nữa. Thế thế còn gì là thử thách nữa. Đấy là lừa dối các bác ấy à? À. Thế là lừa dối khán giả. Đấy, nghệ thuật nó lại xem lừa dối mày không? Đó là nghệ thuật thì không có gì là thật cả. Thôi đừng nghe bọn này nói, không có láo. Đừng ấy nhiều, đi lại nhiều là nó cái này nó đi lại nhiều là gió vào nó mất hết cả lửa ấy. Không phải nó bọc cái này vào là nó đổ. Đây là cái to rồi đấy. Cái to quá rồi. Cho ít vải vào, cắt ít vải vào cho vào, kẽ nó. Không sợ đâu, không sợ đâu. Cái này là cháy mạnh như thế này, còn vải cái gì nữa. Cháy này thoải mái rồi. Thí nghiệm đã thành công. Lần nữa chỉ việc ăn nè. Ta lồng hai cái túi vào. Không, lồng hai túi, túi ngoài cháy ngay. Túi ngoài cháy, túi trong lại đi ngay. À, cái túi trong lại cháy. Hồi ra nước chảy ra thôi. Đây là nước này là do nước nóng. Nó nóng, nó ngưng tụ ấy nhỉ. Ừ. Đúng. Cái này cháy mạnh quá nhỉ. Như cho xuống vào. Cái đó. Hỏng mới làm lại, sợ gì. Hỏng mới làm lại. Thấy đéo. Quay gì. Lửa đây, đấy. Chúng thò tay xem bị bỏng không? Bỏng đấy. Lửa đây này, cái này nó cháy lên đây này. Không sợ đâu. Nó cháy lên đây này. Đang teo cái chỗ kia dần vào đấy. Mày cho thấp xuống đi, hạ thấp xuống đi. Nó to hơn, từ từ bình tĩnh. Đúng rồi, hạ đi. Bỏ đó. Đấy. Ôi xong rồi. Lại còn động vào nữa, bỏng tay bây giờ. Bình tĩnh. Nó cho đi. Từ. Rồi, nhẹ nhàng thôi. Cháy được lên cao hơn. An toàn là chính mình. Đặt lên đun vào dưới này còn hơn. Nó còn sôi. Không được rồi. Nhanh quá không được. Kệ nó, để đi. Cứ để đi. Từ từ đi rồi. Nó xém bên trên trước chứ dưới nó có bị gì không? Dưới nó không bị. Nó còn nước ra, kệ nó. Ấm không? Ấm rồi đấy. Nhanh nhé nhỉ. Ố, ấm rồi, nóng rồi, bỏ tay quá. Hơi ấm rồi, hơi ấm rồi. Nó chín được rồi ấy, chín chín rồi. Chúng mày phải buộc túm vào thì mới được. Không, túm vào nó mới giữ hơi. Đừng. Túm vào nó mới giữ hơi, như cho ra nó túm. Túm giờ hỏng hết rồi, đùa. Hỏng dạ. Cái gì? Đây lấy cái gì che vào để cho nó ấy gió. Không cần đâu, cứ để. Để nó ấy không thích nhiệt chứ cần gì. Được. Thế được. Chúng lấy trong ngay này. Ok. Nếu mà hết cồn thì nhóm bếp ở đây luôn. Chai cồn thoải mái. Chai nữa được. Ồ đừng đùa. Đấy, hết nóng mà.
biết chạy đi đâu, chả chạy đâu được. Xuống sông chết hết. Tròn nó vào ấy nhỉ? Chả thêm gì nữa. Tròn nó vào. Thôi cái này là làm kế tiếp. Thất bại. Thế cái trứng đâu rồi? Mang về luộc đi. Để ăn gì?